chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Những cái tượng Phật mà người ta bỏ, tượng tựa hay là tượng thần thánh rồi này kia đó, mà bể cũ người ta bỏ, thì theo con á, thì con đem về, thì có một số người nói là đem về là xui xẻo đến cho mình, không được đem về, phải đem qua chùa gửi hay là đem chỗ nào gửi. Có người ngoài Hà Nội, ngoài Bắc á, thì người ta nói là đem xuống sông thả. Thì theo sư thì như thế nào? Tìm cái nơi kho nào đó, chỗ nào đó mình bỏ, và đừng có ảnh hưởng gì cái kho mình rộng ấy. Dạ. Mình bỏ đó, hay là cái nhà hoang mà người ta bỏ ấy. Dạ. Cái nhà mà thấy họ người ta bỏ lâu năm rồi, tới đó mình dọn dẹp sạch sẽ, mình bỏ đó cho họ. Dạ. Rồi ai cũng làm gì làm, nhưng cái đấy, cái thờ cũng đấy thuộc cái tâm linh mà. Dạ. Mình có thờ thì có thiêng, chứ không phải là nói không có thần thánh, có ma quỷ gì cả, có Phật cả. Yeah. Kể cả giờ gặp kim thân Phật mà thấy hư mình sửa cũng có công đức ở trong đó mà, mình đảnh lễ. Yeah. Tất cả thì thành họ cũng có thành lực, họ giúp mình sống ở đời này đều có cái sự công đức. Yeah. Từ nhỏ mà lên chứ đâu có phải là mình thành Phật hay là cái gì được đâu. Yeah. Đó, mà mình tôn trọng thần thánh, mình tôn trọng thì kể cả quỷ thần, kể cả con người bình thường, kể cả những cái sự có sự sống mình cũng đã thấy kính trọng. Dạ. Đúng không? Nhưng mà những cái vị đó đời, tuy là cái gì đời trước họ cũng có từng là có làm được nhiều công đức. Dạ. Những vị mà có công đức ấy, thì mình nói thiệt chứ mình học ở đời, mình sống ở đời chắc gì là bằng họ. Dạ. Công đức mình chưa bằng họ, mình phải lễ lại họ. Dạ. Đánh lễ họ, chăm nom họ rồi may ra họ mới độ cho mình được. Dạ. Ở đây giờ mình nói, nếu mà mình nói là không có thì mình thuộc về sợ cái si của mình không biết. Thì tại vì rất nhiều người thắc mắc. Dạ. Người ta nghĩ là tượng đồ, tượng những cái tượng cũ người ta bỏ, người ta không dám đem về đó. Cho mình bỏ này không có chỗ bỏ này, chặt chội để mệt nhọc cho mình. Dạ. Mình đang làm mà người ta tại vì cái tất cả mọi cái ở đời như thế này nhiều thứ quá rồi, giờ như con biết thấy một cái tượng Phật ở đó, ai mà bỏ như thế con cũng đâu có ôm để mang về được. Dạ. Con cũng nói mô Phật rồi mong cho theo cái sự đó chứ cũng để đó, nhưng mà mình cũng không có đập phá, cũng không có làm gì cả. Dạ. Mình không sửa chữa được những cái tượng Phật mà hư hại đó thì anh sửa chữa. Dạ. Sửa chữa để dừng lại thì cái đấy cũng có công đức chứ không phải là không có công đức đâu. Dạ. Tại vì nghe người ta nói mình cũng hoang mang sư phụ. Không, không sao cả, tượng Phật con ấy dù cho sao đi chăng nữa, anh tư duy từ bản thân anh mà ra. Dạ. Anh bình thường nhá, giờ như thế này tự nhiên có ai đúc tượng anh. Dạ. Xong đem ra lễ lại thờ. Dạ. Nếu mà anh sanh lên cõi thiên mà biết được thì anh cũng đem tâm hoan hỷ. Dạ. Nhưng mà thấy họ cũng đúc tượng rồi, họ đem vứt ra ngoài phố rác. Dạ. Hay là cái gì thì anh này không hoan hỷ nữa. Rồi con hiểu rồi. Rồi thế chứ. Dạ, rồi, cảm ơn sư nhiều. Dạ. 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 Và làm cho họ hoan hỷ đã. Dạ. Xin kính mình tu nghĩa để dạ, lấy sức đi lại. Sáng nay ăn rồi. Cái này đi lại, cái này mía bắc ạ. Hôm nay ăn được. Thầy ơi, dạ. con kính thầy thêm một túi mía để thầy đi lại có sức, nó có đường. Vì con thầy ăn chay, con lại không biết thầy dùng cái gì. Vâng, vâng. Cái này là nhưng mà hôm nay dùng bữa đây nhỉ. Hôm mình đây... cứ cầm đi đường mình ăn thôi. À, cầm thôi. Hôm nay ăn rồi nên là không nhận đây nhỉ. Đâu có gì đâu. Con gặp thầy hôm thầy ở Thái Nguyên. Vâng, bữa nay hữu duyên hồi sớm á, hỏi cho thức ăn rồi. Nhưng mà đi từ xa lắm, từ đây lên đèo nhiều lắm thầy ạ. À, mai mới nhận lại nhỉ. Thầy ơi, thầy dạ. Con có một thầy cho con xin 10-15 giây được không? Vâng. Tại vì con cũng thắc mắc là cái như thầy đi từ trong miền Trung ra đây nhỉ? Dạ. Thì cho con hỏi một chút là cái việc mình đi khất thực ở đường như này là nó có tác dụng gì hay là cái gì đó? À, cái đấy là để đi bộ hành để rèn luyện cái sức khỏe. Rèn luyện sức khỏe. Học tập cái đời sống nhẫn nhục. Dạ. Bỏ không sống không nhà không chùa. Dạ. Và đi để luyện tập học tập theo lời Phật dạy. Dạ. Dạ. Con cũng thắc mắc cái điều này. Dạ. Thì cũng xem thầy từ lộ trình từ đầu mình đi đó. Vâng. Vâng, cũng rất cảm ơn thầy. Con cũng dạ. Chỉ biết là
chúc thầy nhiều sức khỏe. Mà thầy ơi, đây đi từ đây đó, lên tỉnh Cao Bằng đó. Là đi lên tỉnh Bắc Cạn. Toàn đường đèo xa lắm thầy ạ. Thì kệ nó chứ, đèo cùng đi chứ, vâng. Bằng cùng đi chứ. Thầy có lên tỉnh Cao Bằng không?